thì đến với chương trình tư vấn du học Singapore hôm nay, thì Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn trường Kaplan tại Singapore. Thì trực thuộc tập đoàn Kaplan của Mỹ, vốn được thành lập từ năm 1938. Kaplan đào tạo đa dạng các chuyên ngành như là kinh tế, quản trị, công nghệ thông tin, truyền thông, khoa học xã hội, v.v. Đặc biệt thì trường có thế mạnh đào tạo các chuyên ngành thương mại. Đối tác của Kaplan Singapore đều là những trường đại học hàng đầu như là University College Dublin, nằm trong top 2% trường đại học tốt nhất thế giới. Khoa thương mại của UCD xếp hạng 86 trên thế giới. Northumbria University nằm trong top 10 trường được sinh viên quốc tế yêu thích tại Anh, top 10 trường đào tạo sau đại học được yêu thích nhất. Monash University là trường đại học của Úc đạt chất lượng 5 sao về sự hài lòng của sinh viên tốt nghiệp trong suốt 13 năm liền. Và một số thành tích nổi bật của Kaplan Singapore là trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học thạc sĩ tốt nhất tại Singapore, top 3 trường tư thục được yêu thích nhất tại Singapore, giải thưởng vàng hạng mục Higher Education, chứng nhận EdTech 4 năm. Và hiện tại thì Tân Đại Dương đang là đại diện chính thức của trường. Và trong tháng 9 này thì trường Kaplan Singapore đang có chương trình tham vấn tại công ty Tân Đại Dương. Thời gian là vào ngày 3 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9 năm 2013, vào lúc 9 giờ đến 11 giờ. Địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến với chương trình tham vấn thì quý phụ huynh cũng như là học sinh sẽ được tư vấn chi tiết về trường, học bổng, điều kiện ăn ở của du học sinh khi qua Singapore du học tại Kaplan. Khách hàng khi đến với Tân Đại Dương, ngoài việc tư vấn rõ ràng, hỗ trợ hoàn tất mọi thủ tục du học, thì khách hàng còn được tặng phí làm hồ sơ du học trị giá 5,9 triệu đồng, tặng phí đăng ký ký túc xá, tặng 100% chi phí dịch vụ, dịch thuật hồ sơ, tặng 100% phí xin thư mời nhập học, miễn phí kiểm tra anh văn đầu vào cho những học sinh chưa có IELTS, hỗ trợ sinh viên ra nhập học tại trường, hỗ trợ sinh viên trước, sau và đang trong quá trình du học, hướng dẫn các bước nhập học tại Singapore, hướng dẫn đóng tiền học phí khi mà đậu đạt visa, miễn phí tiền nhà ở, bút ký túc xá cho sinh viên. Và mọi thắc mắc về chương trình học cũng như là học phí vào trường thì các bạn có thể tham khảo vào website của công ty Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn, hoặc cũng có thể liên lạc qua số điện thoại là 083 848 4879 để chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương hỗ trợ bạn.